điều gì thì cứ chia sẻ cho tụi tôi. Không mê mi thì có tôi. Tụi tôi luôn là em của bà. Cảm ơn bà. Là em của bà. Có phải lời dẫn nhủ mấy con? Con cố gắng làm một người làng dâu rất phải là tốt. Sống nhà mình, đối xử bố mẹ mình như thế nào thì sang bên nhà chồng con cũng đối xử y như vậy. Mẹ cầu mong cho hai con trăm năm hạnh phúc. Để làm vốn nha, để cầm nhanh cho mẹ. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc nha. Nghe không? Chặt nữa, mình lấy chặt nữa thì được cho nhà. Nào, còn thêm nữa nha.